Chào các bạn, hôm nay tôi rất vui, hân hoan được gặp các bạn để chia sẻ những trải nghiệm về bông hoa cây cảnh. Hôm nay tôi chia sẻ về trồng cây xứ con có những cây đột biến các bạn, các cháu. Lá nó màu trắng bạch, màu trắng bạch như không phải lá cam thạch. Đây mới là lá cam thạch nè các bạn, để tôi lấy cho các bạn xem. Đây là lá cam thạch, đây là lá cam thạch các bạn. Đây là xứ lá cẩm thạch, nó màu hơi vàng vàng, nó đốm đốm màu cẩm thạch. Còn đây là đột biến, nó màu trắng, giống giống như cẩm thạch nhưng mà không phải. Để tôi trồng rồi mấy mốt nó có bông coi ra sao, rồi các bạn xem chơi nha. Bây giờ nhổ lên. Nay nó cũng hơn 2 tháng rồi các bạn. Có gì các bạn trồng được rồi, các cháu trồng được rồi. Đây là cây đột biến các bạn, các cháu. Đột biến nó nhỏ hơn ta, cũng gieo một lượt nó nhỏ hơn ta. Lá nó màu trắng, coi giống cẩm thạch nhưng mà không phải. Nó đột biến, gieo một lượt mà nó nhỏ cây hơn ta. Màu lá nó khác, nó màu trắng. Đây cũng mà đột biến rồi các bạn, các cháu. Lá nó màu khác. Đây là những cây đột biến, đó là màu khác, màu trắng. Đây cây đột biến, đó là màu trắng. Nhỏ cây hơn mấy chỗ khác, mấy cây khác, mặc dầu gieo nó một lượt. Các bạn nhổ, các cháu nhổ trồng liền vô chậu được các bạn, các cháu không sao, nó khỏi phơi khỏi gì nữa vì nó còn nhỏ, mình trồng liền được. Nhổ mình vũ sơ đất vậy, mình trồng liền được. Khoảng 2 tháng rồi các bạn trồng đi, các cháu trồng đi. Xong rồi khoan tưới để qua ngày sau là hả tưới. Hả tưới nước. Cây nó vẫn sống tốt.
nhổ mấy cái lớn trồng trước, mấy cái nhỏ không thẳng mình trồng sau cũng được. Đây còn cây đột biến nữa nè, mình để riêng đi mình trồng. Bây giờ bắt đầu trồng cho các bạn xem cho vui các bạn. Bắt đầu trồng. Để riêng cây cẩm thạch này ra bên đi. Trồng cây đột biến trước. Trồng các bạn khoan tưới nước, ngày hôm sau các bạn tưới nước. Chất trồng thì gồm vỏ trấu, sơ dừa, cho trấu, pha theo tỷ lệ tự chọn cũng được các bạn, các cháu. Trồng các bạn đến trồng lúc chiều mát các bạn.
Có chứ. Lúc gần chiều á, trời dịu dịu một chút mát á, qua đó trồng. Trồng trồng xong một số cây cho các bạn xem cho vui rồi các bạn. Cảm ơn các bạn xem video nha các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại video khác nha các bạn. Cảm ơn các bạn lần nữa. Xin chào.